Đây là một cọng dây chuyền theo công nghệ cao nhất, những cái tiêu chí luxury của Kỳ Lân, đó là công nghệ vàng nén vàng không bị bọt, hội chuẩn vàng vàng từ vàng y 4 số ra, và Kỳ Lân chọn từng viên một, từng viên một, từng viên một. Viên nào vô mà độ chiếu nó bị đối lập nhau, bị trái ngược nhau nhiều quá, nó không có tương đồng với nhau là Kỳ Lân sẽ loại ngay. Trên tất cả sản phẩm Kỳ Lân từng giới thiệu và từng nói rằng là hầu như tất cả những sản phẩm của Kỳ Lân về đính kim cương tỷ lệ rất hột, gần như hầu như là bằng không. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay chủ đề về trang sức thì Kỳ Lân trân trọng giới thiệu, đây là một sợi dây chuyền handmade bởi Kỳ Lân Luxury, một cọng dây chuyền chế tác theo ý tưởng yêu cầu của khách hàng. Và cọng dây chuyền này được khách hàng đặt rất nhiều phiên bản cái mặt. Về dây thì giống nhau nhưng mà mặt thì cho nhiều người sử dụng, nên là mỗi người thì một cái tên hiện trên cái mặt sẽ khác nhau. Và cụ thể đây là một cọng dây chuyền có cái chữ HT, và những cọng khác là chữ khác, ví dụ như nếu của Kỳ Lân thì Kỳ Lân sẽ để là Kylan, hoặc là của ai đó thì sẽ để tên người đó. Thì đây là Kỳ Lân thực hiện theo yêu cầu của quý khách hàng. Rồi bây giờ mình sẽ cận cảnh chi tiết vào đồ đẹp. Như quý khách đã biết thì Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên chế tác tất cả nữ trang bằng vàng 18 và kim cương thiên nhiên. Đây là một cọng dây chuyền theo công nghệ cao nhất, những cái tiêu chí luxury của Kỳ Lân, đó là công nghệ vàng nén vàng không bị bọt, hội chuẩn vàng vàng từ vàng y 4 số ra, tức là vàng chúng ta cực kỳ chuẩn và đẹp, cực kỳ đẹp và cực kỳ sáng bóng, không có gợn, không có li ti, cũng như là về độ bóng, cũng như là về độ chất, tất cả những cái tạo nên một sản phẩm mang thương hiệu Luxury Kỳ Lân. Và với công nghệ nén vàng cực kỳ chuẩn theo tiêu chí của các hãng lớn, cũng như là theo tiêu chí đúc kết của mình với từ khách hàng, thì đã tạo ra được một cái sản phẩm như vậy. Và công nghệ nén vàng không bị bọt nè, và hội vàng cực chuẩn không bị đổi màu nè. Và một cái điều đặc biệt trên cọng dây chuyền này, một cái điều đặc biệt trên sợi dây chuyền này nữa, đó chính là đính kim cương. Và mẫu dây này bằng vàng AU750, và kim cương này là unisex. Vì sao vậy? Vì đeo cho nữ rất đẹp, đeo cho nam cũng rất đẹp. Và vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên chế tác sản phẩm theo yêu cầu, kích tâm theo yêu cầu, có nghĩa là tùy vào hình dáng của quý khách, tùy vào yêu cầu của quý khách, thích to, thích nhỏ, thích dài, thích ngắn, Kỳ Lân sẽ thực hiện đúng theo yêu cầu, và Kỳ Lân sẽ tư vấn để phù hợp với mỗi hình dáng của mỗi quý khách. Và đây là sợi dây này Kỳ Lân làm cho khách nữ. Tuy là kích thước này dành cho nam cũng được, và nữ là thích to, và xu hướng bây giờ là đeo đồ, sử dụng đồ phải to. Việc tháo sợi dây rất đơn giản. Ở cái mặt dây này là bình thường là những sợi dây chuyền bình thường á, thì sẽ có cái móc tháo ở đây, ở phía sau cổ, nhưng mà đối với sợi dây này Kỳ Lân tháo ở ngay chỗ cái mặt luôn, cái mặt này. Để vào và gặp lại thôi, rất đơn giản. Và khi chúng ta tháo ra thì chỉ việc là bạch nó ra, rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Và sợi dây này đeo với bạn nữ này thì hơi dài một tí, bởi vì sợi dây này do khách hàng đặt và khách hàng thì lớn hơn bạn nữ này. Rồi, và sợi dây này chắc chắn Kỳ Lân đeo cũng hợp luôn, đẹp luôn, cũng vừa luôn, kích luôn. Ok, tháo ra ha, lật cái mặt lên là xong. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ đeo thử trên mình để quý khách xem nha. Rồi, trước khi đeo thì muốn đẹp thì phải tháo cọng dây chuyền với tu này ra. Đó, như bình thường nè, bình thường thì phải tháo ở cái đầu dây ở giữa nè, ở phần trên cổ, còn mặt dây với lại cố định vô luôn. Đây, rất đơn giản, chỉ việc xỏ lên đây thôi, xong. Sau đó gặp lại. Tất cả những tiêu chí, tất cả những cái mình đúc kết được từ trải nghiệm cũng như là từ ý kiến khách hàng, cộng với những cái tiêu chí của những hãng rất lớn
về ngành kim hoàn cũng như là ngành thời trang trên toàn thế giới. Và cộng với kinh nghiệm tìm tòi, cộng với đam mê, cộng với chính bản thân mình là người đam mê trải nghiệm, đã đúc kết ra một cái bộ quy chuẩn luxury kỳ lân. Đó là những cái sản phẩm nào cao cấp nhất, những cái sản phẩm nào đẹp nhất, những cái gì tối ưu nhất, những cái gì tinh tế nhất. Và quý khách đã biết rằng là những cái đồ cao cấp, những cái đồ xa xỉ, những cái đồ chính hãng và những cái đồ mà gọi là những cái đồ giá trị rất cao thì bao giờ hãng nào cũng vậy, họ đều hướng đến cái sự hoàn mỹ tinh tế là cao nhất. Thì đối với sản phẩm cao cấp, tiêu chí trong kỳ lân luxury cũng vậy, tất cả những gì đẹp nhất, tất cả những gì cao cấp nhất, tất cả những gì tốt nhất, hoàn mỹ nhất, hoàn thiện nhất thì đang mới giao lưu với khách hàng. Đó là nằm trong tiêu chí kỳ lân luxury. Và camera hãy cận cảnh tường hộp kim cương một ở đây, có nghĩa là với kỹ thuật cao là một phần rồi, cộng với trách nhiệm và tiêu chí của mình là mỗi viên kim cương này kỳ lân cũng tuyển chọn, không phải là cứ kim cương là đưa vào, mà mình phải soi kiểm tra từng viên một trước khi đưa vào. Không phải là kim cương là đưa vào, mà bất kỳ một viên nào khi đưa vào mình phải kiểm tra lại lần cuối cùng trước khi đưa vào. Nếu như viên kim cương đó là viên kim cương nhưng nó không đạt về độ đẹp đồng nhất với các viên kia, nó không ví dụ như một hàng chia theo tỷ lệ chuẩn thì hàng đó phải đều và không được hột to hột nhỏ. Còn nếu như hột to hột nhỏ theo cách điệu để tạo nên điểm nhấn thì đó sẽ là một cái phương án khác. Còn phương án nếu như chúng ta chia ổ hột đều như vậy, cụ thể là mặt này, thì tất cả những hột này kỳ lân chia đều là như nhau hết, bằng nhau hết, và kỳ lân chọn từng viên một, từng viên một, từng viên một. Viên nào vô mà độ chiếu nó bị đối lập nhau, bị trái ngược nhau nhiều quá, nó không có tương đồng với nhau là kỳ lân sẽ loại ngay. Một viên vào thì một viên phải chuẩn. Rồi anh nhờ em di chuyển cái sợi dây chuyền này lên bằng cân, em cân thử trọng lượng của sợi dây chuyền này là bao nhiêu. 125.4 gram. Là tương đương theo công thức mà kỳ lân tính được thì nó hơn 3 lượng 3. Và cụ thể bao nhiêu thì mình sẽ bỏ lên cái cân. Cái cân này em bỏ giùm mình. Chính xác là 3 lượng 34. Ở đây quý khách nào đã đang sử dụng những sản phẩm nữ trang, những sản phẩm thời trang cao cấp từ các hãng lớn như là Hermès hoặc là đồng hồ Patek Philippe hoặc là Rolex vân vân, thì chắc chắn rằng sẽ biết được, sẽ thấy được là sự tinh tế của họ như thế nào, và chúng ta sẽ so sánh với sản phẩm của kỳ lân. Một sản phẩm cao cấp, một sản phẩm luxury, mình không nên coi bằng mắt thường. Để mình thấy được độ đẹp tuyệt hảo của nó thì mình phải coi bằng máy móc chuyên dụng. Thường trước giờ theo thói quen, hầu như đa số là đi mua nữ trang trang sức là chỉ cầm lên vô tiệm, cầm lên và coi thấy nó hợp với mình, nhìn từ xa đẹp của mình thì bắt đầu mình bựa, mình đeo vào thử, mình thấy hợp là mình mua. Nhưng mà nếu như chúng ta đã dùng từ những cái sản phẩm của những hãng lớn, những đồ cao cấp, những cái sản phẩm của luxury rồi, những sản phẩm cao cấp rồi, thì chúng ta sẽ không còn mua đồ theo cái cảm tính như vậy nữa, đúng không? Tất nhiên một sản phẩm cao cấp mình sẽ soi luôn cả phần chăn hột kim cương, cháu, từng cháu, từng cháu, từng cháu chia rất đều, và đặc biệt là viên kim cương nào cũng phải đủ cháu, không được hạn chế tối thiểu về vấn đề ăn gian cháu. Có nghĩa là ăn gian cháu là người ta tận dụng một cháu cho hai hột, đó là gọi là ăn gian cháu. Rồi mình sẽ xem cháu có đều và đẹp hay không, mà cháu giữ hột kim cương có chắc chắn không, và tất cả những cái điều này kỳ lân đều có kiểm tra bằng kỹ thuật chuyên nghiệp nghiệm thu và máy móc nghiệm thu kết quả để chống tình trạng rớt hột. Trên tất cả sản phẩm kỳ lân từng giới thiệu và từng nói rằng là hầu như tất cả những sản phẩm của kỳ lân về đính kim cương tỷ lệ rớt hột gần như hầu như là bằng không. Đây là kim cương, hai bên thành là kim cương baguette. Đối với viên kim cương baguette này cũng vậy, kỳ lân tuyển chọn từng viên một, và quý khách xem nè, về kích thước nè, rất tương đồng nhau nè, về độ sạch rất tương đồng với nhau. Còn nếu sẽ có sự chênh lệch giữa các viên thì kỳ lân sẽ loại viên nó ra ngay, bởi vì kỳ lân khi gắn là gắn tuyển chọn từng viên. Đối với các viên kim cương tròn này cũng vậy luôn.
cháu rất đều, rất đều và đẹp. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 rất đều và đẹp. Hàng chia rất thẳng lối. Và mặc dù tất cả sản phẩm Kỳ Lân chế tác ra đều rất nghiêm ngặt về khâu quản lý rồi, về vàng bốn số vô và các thao tác, các công đoạn để thực hiện đã rất nghiêm ngặt quản lý rồi, nhưng sau khi thành phẩm xong, Kỳ Lân đều phải đi giám định phân tích lại. Đồng thời quý khách đến với sản phẩm của Kỳ Lân sẽ cung cấp cho quý khách một cây bút chuyên nghiệp chuyên dụng để thử vàng. Tuy nhiên bút này để mình thử, để mình trải nghiệm lại thôi, còn kết quả mình nên cần đến những cái đơn vị chuyên giám định, có được cấp phép chuyên giám định và được cấp giấy để xác nhận sản phẩm cho chúng ta luôn, như là Doji nè, hoặc là SGC, hoặc là BNG nè. Và cụ thể sản phẩm này Kỳ Lân đã đi giám định ở Doji rồi, và bây giờ Kỳ Lân sẽ dùng cái bút này, Kỳ Lân sẽ khởi động lên nha. Bút là phải dùng bút chuyên dụng chuyên nghiệp, tránh dùng những cây bút phổ thông bình thường sẽ không có độ chính xác cao. Sau khi khởi động xong, cái bút sẽ đọc thông báo. Đó, ready, ok, là sẵn sàng rồi. Rồi bây giờ mình thử, nếu như là kim cương thì nó sẽ kêu cái gì, và nếu như không phải kim cương nó sẽ kêu cái gì, và nếu như là những kim loại khác thì nó sẽ kêu cái gì. Rồi cụ thể bây giờ Kỳ Lân sẽ thử kim cương trước nè. Diamond. Cái nào kim cương nó sẽ kêu là diamond. Cây bút này thử rất là chính xác, đối với kim cương rất chính xác. Nhưng là nếu như chúng ta thử á, thì chúng ta phải lau chùi sạch sẽ cái viên kim cương đi. Vì nếu như trên bề mặt của viên kim cương mà bị dơ, hoặc chúng ta để thao tác chưa đúng hay chưa tâm thì nó sẽ báo sai. Nên chúng ta phải biết cách sử dụng của cây bút nữa. Để vô mà mình chưa nhắn nó sẽ kêu là nano. Đó, chưa nhắn xuống, bây giờ mình phải nhắn nè. Đó, nhắn xuống nó kêu cái tấp tập một cái tín hiệu của bút. Rồi Kỳ Lân sẽ nhắn. Đó. Để vô, mới để vô mà chưa nhắn thì nó sẽ báo như vậy. Nhưng chúng ta để vô phải nhắn liền nha. Đó, để vô Kỳ Lân nhắn ở giữa cái viên kim cương và vàng, nó sẽ báo lệnh moi. Vâng, và bây giờ Kỳ Lân sẽ tiến hành sử dụng cây bút một cách đúng nhất, chuẩn nhất, đúng tư thế của cách sử dụng cây bút này nha. Diamond, rất tuyệt vời. Cũng như kim cương baguette cũng vậy. Đối với kim cương baguette cũng vậy. Camera cận cảnh giùm anh. Từng viên kim cương một. Mình sẽ thử từng viên. Bên này cũng vậy. Thì đối với kim cương nhỏ như vậy quá nhiều, mình không thể ngồi thử từng viên một được. Và đôi khi thử xong là mờ mắt luôn, và mình không thể chấm đúng chính xác viên được, bởi vì nó quá nhỏ, khoảng cách nhau quá gần. Vì vậy chúng ta sẽ đi ra trung tâm, và cụ thể đây là trung tâm của Doji hoặc là BNG hoặc là bất cứ chỗ nào. Họ sẽ soi từng viên một, họ có máy móc chuyên dụng để soi, bởi vì họ là đơn vị chuyên được cấp phép chuyên giám định và cung cấp giấy xác nhận là chất liệu gì sản phẩm này. Vì vậy họ sẽ soi từng viên một cho mình và họ chụp hình sản phẩm như vậy. Họ xoay bỏ vô máy, họ soi từng chi tiết một, từng viên một, và họ phân tích thành phần vàng luôn. Thì ở đây là họ sẽ ghi rõ luôn trọng lượng của cộng dây chuyền này là 125,35 gram. Họ có ghi trọng lượng vàng cho mình luôn. Thường thì vàng cao cấp, cụ thể luôn cả kể cả vàng Ý, là hầu như là tính gam. Và ở đây họ ghi rõ luôn là bao nhiêu viên kim cương cho mình luôn. Họ sẽ ghi cho mình rất là cụ thể 1.122 viên kim cương. Họ ghi rất rõ luôn, tại vì họ bỏ vô máy soi á, sau một cái họ tính nó được cho mình là bao nhiêu viên máy tính. Rồi tiếp tục, ở bên nó có các viên kim cương baguette thì họ cũng ghi luôn cho mình kim cương 1,10 đến 3 ly. Nếu quý khách có bất kỳ nhu cầu gì về bất kỳ những sản phẩm bằng vàng 18 và kim cương thiên nhiên, bất kỳ từ lắc tay, nhẫn, mặt dây thắt lưng,
Nói chung là cái gì liên quan đến vàng 18 và kim cương thiên nhiên, ý tưởng làm những cái gì độc đáo riêng cho mình, hoặc là những cái gì mà mang tính chất độc quyền cho mình, những cái gì mà mang tính chất cá nhân hóa cho mình, hoặc là những sản phẩm nào mà quý khách muốn chế tác theo những sản phẩm mẫu quý khách đang có, hoặc là quý khách muốn kết hợp ý tưởng giữa mẫu sản phẩm A và mẫu sản phẩm B để thành sản phẩm C cho mình, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân hoặc là đưa ý tưởng của mình cho Kỳ Lân để Kỳ Lân đồng hành cùng quý khách và thực hiện những cái ý tưởng đó thành sản phẩm hoàn thiện như vậy. Vâng, một lần nữa Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công và đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury nhé. Và đừng quên ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe đăng ký kênh YouTube này, cũng như like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân Luxury để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới, hoặc truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những sản phẩm, những danh mục sản phẩm của Kỳ Lân Luxury. Một lần nữa Kỳ Lân cảm ơn, trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại.